Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên đặt tại số 17 đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, có tổng diện tích trên 6.000 m2, trong đó gần 1.000 m2 được dành cho bộ phận tiếp đón và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trung tâm được thiết kế theo mô hình hiện đại với sự đầu tư đồng bộ về cả trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống phần mềm điện tử tại đây được kết nối với tất cả các cơ quan đơn vị với các phân hệ chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao, tích hợp chữ ký số, có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy và cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên và cũng là đáp ứng được cái mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thái Nguyên. Bởi vì cái việc ra đời trung tâm này sẽ mang lại những cái kết quả, những cái hiệu ứng rất tích cực, tiết kiệm thời gian, công sức, việc đi lại của dân và doanh nghiệp và các vấn đề tôi nghĩ rằng sẽ được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Nhân dân là rất đoán đợi từ lâu mà hôm nay là các đồng chí đã tổ chức được việc này thì tôi mong rằng là trung tâm sẽ là phát triển và phục vụ cho nhân dân và các doanh nghiệp được tốt hơn. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh sẽ là đầu mối duy nhất trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Thông qua đó, góp phần làm giảm đầu mối, tiết kiệm biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang hoạt động tại 19 trên 20 sở, ban ngành như hiện nay. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, với đội ngũ 28 công chức viên chức chính thức được lựa chọn từ các sở ngành nhằm phục vụ tốt nhất cho các cá nhân tổ chức đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Mỗi công chức viên chức và người lao động của trung tâm ấy phải đề cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở và luôn luôn là những người đi đầu trong cái việc lấy người dân, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Đề nghị sở ban ngành, huyện, thành phố, thị xã, các đồng chí thủ trưởng người đứng đầu và lãnh đạo các địa phương, các ngành, các đồng chí phải thường xuyên phối hợp. Bắt đầu từ mùng 7 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động. Dự kiến sẽ có 1.397 thủ tục hành chính được đưa ra trung tâm để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.